Đây là những cái lưu mà theo lời tiên tri của Đức Thầy đã cho biết. Ồ, tức là sau này đồng đạo hỏi chừng nào Thầy về, Thầy nói rằng chừng nào mà chết chôn không kịp thì Thầy sẽ trở về. Nhưng bằng cách là lấy mấy cái nước này nè quý vị, nước trong lưu cá vú này để cho mọi tất cả mọi chúng sanh uống để thanh tịnh. Và sau đó thì uống không kịp thì Đức Thầy mới dùng tay để phát ra, chúng ai thì hết đó. Đây là những cái, nhưng mà sau này tự nhiên cái theo cái truyền thuyết đó, tất cả không biết ai đem những cái lưu này đến. Và những sự kiện nó đã có chứng thật là vậy. Và phía sau này, đây là ngày xưa nguyên khu vực này là cò về đây. Chút nữa quý vị sẽ ra phía sau còn những bộ tre, những bụi tre cổ và những cây dừa cổ, đó là những cây dừa cổ có sự tích cây dừa và sự tích những bụi tre rất là đặc biệt. Thì mời quý vị Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đà Phật. Tấn Dũng và Thành Hậu cùng với Châu Phú thân ái kính chào tất cả quý vị. Kính chúc cho quý vị có một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Và ngày hôm nay thì ba anh em hội ngộ duyên lành đi đến nơi tổ đình của Đức Thầy để kính viếng. Thì phía sau lưng mình là đây, phải là chiếc ghe này là ngày xưa là Đức Thầy đi du hành hay sao em Thành Hậu? Dạ, thưa quý vị, sau nhân cái đợt lễ đó ba anh em đến đây nhưng mà không có cho vô. Tại vì cái đợt đó thì cho nên bây giờ mới vô được, rất nhớ thương Thầy. Cho nên anh em mới đến để vào đây để kính viếng. Thì đây là một chiếc ghe, nếu trở về tổ đình thì không có làm sao mà quên được. Sau khi chiếc ghe Đức Thầy đã đi dạo Lục Châu ngày xưa, gọi là thòn giả, thòn vỏ nhỏ ly gia dị tách nang, bủ sanh du lịch Lục Châu Giang. Kim Sơn thương mãi toàn lê thứ, thức tỉnh chúng sanh giấc mộng tràn. Đây là chiếc ghe này, rồi sau khi Đức Thầy nằm ở tại nơi nhà ông Út. Nhưng mà xác Đức Thầy nằm tại nhà ông Út, nhưng có một cái xác khác là Đức Thầy thân thân là Phật mà. Ngài có gồm có pháp thân, báo thân, ứng thân, Ngài đi trong tam thân. Cho nên Ngài đi dạo Lục Châu bằng chiếc ghe này. Dạ, đây chiếc ghe này. Thì trong lúc đó Đức Ông bị mất chiếc ghe. Cho nên cho nên cái bài mà Đức Thầy có viết là cho Đức Ông mất ghe đó. Đức Ông tự nhiên mất tiêu chiếc ghe. Trong một thời gian thiệt là lâu, Đức Thầy mới viết cái bài đó để cho Đức Ông mất ghe. Và nói rằng chiếc ghe ông là ta mượn vậy thôi, thòn nhỏ lì ra chịu tắc nang nó vừa qua đó nói. Bữa sanh du lịch Lục Châu Giang, tức là Đức Thầy mượn để du lịch Lục Châu. Đi dạo Lục Châu đó. Tức là Đức Thầy đi dạo Lục Châu bằng chiếc ghe này. Và chiếc ghe này là nếu nói về cái sự tích ngày xưa rất là đặc biệt về vấn đề tất cả mọi người cũng như đã biết được nơi biết đạo lý đạo đức là nhờ chiếc ghe này. Chiếc ghe rất đặc biệt. Thì sau đây thì cái nơi này thưa quý vị là cái nơi mà xuất phát, nếu nói về đạo Phật giáo Hòa Hảo thì đây gọi là tổ đình. Tổ đình là nơi xuất phát của thân sinh thân mẫu của Đức Thầy. Vậy thì chiếc ghe là Đức Thầy đi dạo Lục Châu để khuyên người đời thức tỉnh tu hành. Và phía sau có một điều đặc biệt hơn nữa là Đức Thầy đã tiên tri rằng đến cái ngày mà dịch bệnh đến mà không có thuốc để điều trị, cho nên phía sau có người ta đem những cái máy vú lại đựng nước. Đựng nước để làm chi? Để hết tới đâu là nó sẽ hết bệnh đó. Rồi mà quý vị mình đi được phía sau để mình tham quan cái hàng phía sau nha. Giờ chúng ta sẽ đi ra phía sau để nhìn lại cái sự tích thứ hai. Một là chiếc ghe và thứ hai là những cái lưu chứa nước để sau này trong tương lai mai hậu Thầy sẽ trở về, chừng nào mà dịch bệnh trị phân hết thì Thầy trở về để lấy nước tạm. Tiếp theo, đây là ngày xưa là nơi khu vực này toàn bộ là tre đó quý vị. Nguyên cái vườn tre. Vườn tre rất là rộng. Vườn nguyên khu vực này toàn bộ là vườn tre hết. Đây là cái cây này chắc là cây cổ quá quên. Cò hồi xưa đậu ở đây quá ta. Cái vườn tre. Thì đây còn sót lại những cây dừa nè. Đừng quay bản này. Đừng quay bản, đúng rồi. Cây dừa. Đây cái dừa cổ. Đây là cây dừa nó cái hàng dừa đây. Thì hàng dừa này còn rất là nhiều, ngày xưa gặp tổ đình cũng còn một cây nữa quý vị đây. Đứng đây mình nhìn xa đằng kia. Để coi đằng kia. Sau khi Đức Ông mới kêu trên cây dừa kia cũng còn chim đấy kìa. Mới kêu mọi người á là đốn cây dừa đi để đây đó nó sập xuống tổ đình
rồi nó sẽ bị hư hao tổ đình hoặc là bị ảnh hưởng, và dừa nó rớt xuống có thể là bị ảnh hưởng. Nhưng mà Đức Thầy nói thôi ông cả ơi, ông đừng có chặt cây dừa, rồi sau này cái dừa này để tín đồ tôi nó về nó đập đầu vô nó chết. Thì mọi người hỏi ủa sao mà Đức Thầy nói như vậy. Thì thưa quý vị, tức là cái người mà lừa thầy phản bạn và cái người mà Đức Thầy dạy mà không nghe Đức Thầy cho biết đó, chẳng nghe lời dạy của thầy đó, để sao kiếm việc, đến việc kiếm thầy khó ra. Tức là hay hoặc là giảng kinh đọc tụng chiều mai làm theo lời chỉ ngày rày gặp ta. Đức Thầy ra đi để lại một bài khuyên trong bổn đạo hôm mai rèn lòng, mà chúng ta không có lo theo sáu lý Đức Thầy mà chúng ta không tu hành nữa, thì cuối cùng thầy về mình không lo tu, không lo làm phước thiện, tất cả mọi điều mình không thương yêu, không đoàn kết, không nhất trí với nhau, không thương yêu lẫn nhau, mà nghịch lẫn với nhau, thì cuối cùng rồi thầy trở về thì chúng ta sẽ bị đập đầu vô cái dừa này chết. Cho nên những người tín đồ của thầy mà bôi bác đạo, vì nói xấu đồng đạo, hay hoặc là những cái người mà không có đoàn kết đó, không có thương yêu lẫn nhau, như con một cha tối ngày cứ chăm chích chọt này kia đó, là sau này là vô gốc dừa này hết nghe quý vị. Và đặc biệt hơn là nơi khu vực này ngày xưa lúc mà còn tre rất là nhiều quý vị, sau khi năm 1936, trước khi năm 1939 Đức Thầy ra đời dạy đạo, là Đức Thầy đó là có những cái cò nó bay về đây rất là nhiều, cò bay rất là nhiều. Và sau khi cò nó bay về rồi thì mọi người đó, Đức Ông đó, là không cho mọi người săn bắt luôn, để đó luôn. Cuối cùng có người đến săn bắt này kia thì Đức Ông nhất định là không cho. Thì đến khi mà đến năm 1939 và đến năm 1939 thì tất cả người ta mới biết rằng cò nó có tánh linh, có thể trước mọi người hơn. Tại vì mọi người đó thì đến năm 1939 đó Đức Thầy mới ra đời giải đạo, còn cò là năm 1936 là nó bay về đây rồi. Nó đã biết được ở đây đó là sẽ có một vị lâm phàm, một vị này sẽ bảo vệ, phải chở che, sẽ đùm bọc cho nó, không có bất cứ một xâm phạm nào về cái cuộc sống của nó. Cho nên nó biết trước, gọi là tánh linh người vật dẫn đồng, tuy không biết nói nhưng lòng biết nghe. Cho nên cô bác chúng ta thấy rằng Phật tiên thánh muôn loài vạn vật cũng ở trong quả đất dựng gầy, siêu thăng nhẹ tách đàn mây trầm lưng quan nghiệt càng gây thêm hoài. Đó, thì bây giờ tất cả nơi khu vực này trở thành như thế này thì trải qua nhiều năm nhiều tháng, cho nên nó thay đổi với thời gian, nhưng mà nó vẫn lưu giữ lại những cái nét cổ kính của ngàn xưa. Quý vị mình thấy vô tổ đình, tại vì ở đây thì người ta không cho quay phim chụp hình, cho nên chúng tôi không thể nào vô tổ đình để quay phim được. Quý vị mình biết cách đây là 82 năm sau khi Đức Thầy ra đời giải đạo, đến bây giờ quý vị mà những cái ngôi nhà của Đức Thầy vẫn còn cổ kính như ngày nào. Đức Thầy cho biết là muốn cho dân rõ đạo màu, chứ không có muốn chùa lầu cho cao, hay hoặc là đến tới với ta chứ đem đồ cúng, chỉ đem theo hai chữ thành lòng, chẳng có cần trà quả hương nồng, mong sanh chúng từ lòng hỡi ngộ. Tức là đến với Đức Thầy là chỉ có hai chữ thành lòng mà thôi. Phía trước cửa tổ đình có hai hàng chữ là quới tiện đồng nghinh, tức là nghèo giàu đều đón. Không có cái người giàu đón khác, không có người nghèo đón khác, tức là đồng đón với nhau hết. Đó là cái lý tưởng, đó là cái chân lý, đó là một niềm tin cho mọi người. Đó, đến với đạo Phật thì thương yêu lẫn nhau như có một cha, mà Đức Phật ngày xưa đã cho biết là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, là tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, gọi là các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng giải tà nữa quay lộn ta bà cảnh khổ. Như vậy thì hôm nay Thành Hậu, Tướng Dũng và Châu Phú sau khi trở về đây để cũng thực hiện một số chương trình thiện nguyện nơi khu vực tổ đình và An Hòa Tự. Và đây là cái điểm nơi này sau khi Thành Hậu đến đây gọi là Tứ Thánh Tích quý vị. Nếu nói về chúng ta trở về nơi khu vực ở Ấn Độ á, gọi là Tứ Thánh Tích hoặc là gọi là Tứ Động Tâm. Tứ Thánh Tích là gì? Tức là ta nói là Tứ Động Tâm là bốn cái điều đến đó rồi cái tâm chúng ta rất là thương nhớ. Cũng như đầu tiên là nếu nói về Đức Phật thì đầu tiên là cái nơi mà Đức Phật sanh ra, đản sanh là vườn Lâm Tỳ Ni. Cái điểm thứ hai là sau khi Đức Phật đã rời hoàng cung vào cái gặp Ni Liên Thiền để ngồi 6 năm khổ hạnh. Và cuối cùng rồi Ngài thuyết pháp tu dưới tại gốc cây Bồ Đề, và sau cùng Ngài viên tịch tại nơi cái vườn Ta La Song Thọ. Đó là bốn cái nơi mà gọi là Tứ Thánh Tích. Thì hôm nay chúng tôi trở về đây gọi là Thánh Địa Hòa Hảo. Thì đây quý vị mình thấy vừa qua nè, cái nơi tổ đình nè, đó là cái nơi mà Đức Thầy đã cư ngụ tại đây, đã xuất phát tại đây.
Và sau đó đến chiều ngày 18 là Đức Thầy chính thức ra đời dạy đạo. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão thì trở về An Hòa Tự. Đức Thầy là cái nơi đó là xuất phát đạo tại An Hòa Tự mà vừa qua anh em chúng tôi đã có đến ha. An Hòa Tự dạ. Và sau đó thì Đức Thầy lăn lưng lưu đó đây, rài đây mai đó, đi suốt là 107 chỗ để đi khuyến nông năm 1945, để khuyên mọi người vào thời kỳ đó là ruộng đồng bỏ hoang, tất cả rất là khổ. Đó, lưng lưu đó đây. Và đến khi mà năm 1947 thì Đức Thầy ra đời, đến Đức Thầy giáng mặt. Và đến ngày hôm nay thì tất cả mọi cái chi tiết và Thầy để lại cho tất cả tín đồ. Nhưng mà Đức Thầy nói rằng tạm ngưng đạo đức ít ngày Thầy qua. Đức Thầy thông báo chúng ta ít ngày thôi. Nhưng mà quý vị mình chắc cũng ai cũng muốn biết rằng chừng nào Thầy về. Nhưng mà Thầy về có đổi thay gì không anh? Đó bây cho giờ nên, em cũng đang thắc mắc đó. Cho nên đó, có rất là nhiều người người ta nói Thầy về chỗ này, Thầy về chỗ kia. Mà xin thưa toàn thể quý vị, Đức Thầy đã nói rằng, Đức Thầy đó đã nói với ông Út nè, nói Đức ông nè, nói với tất cả tín đồ, các ông nhìn tôi cho kỹ nghe. Nhìn cho kỹ là lúc đó Đức Thầy năm 1947 là Đức Thầy 27 tuổi. Tóc để ngang vai. Và cổ ba ngắn, cổ ba ngắn. Cổ ba ngắn. Vậy thì Đức Thầy sau khi về thì Đức Thầy sẽ là có ba tóc để ngang vai và ba ngắn cổ. Mà vừa qua chúng tôi có được bắt gặp và nghe được. Đây là nghe trộm thôi. Đúng rồi. Những chú mà vừa qua đã kể lại. Nhớ không? Nhớ để kể. Để em kể cho. Rồi. Bây giờ để anh Hậu dẫn chương trình về sau quý vị. Rồi. Có một cái câu chuyện rất là đặc biệt. Nhưng mà anh em mình đi vào đó thì các cô chú ở đó không cho quay. Không cho quay. Đúng rồi. Cái câu chuyện này rất là đặc biệt quý vị. Vì ở trong An Hòa Tự có 4 chiếc ghế cổ quý vị. Mà đặc biệt á, những cái vị người nào á mà am hiểu về đồ cổ mới là biết 4 chiếc ghế đó là 4 chiếc ghế cổ. Thì có một chú đó ngủ giữ những cái cổ vật ở trong đó. Một hôm nọ giữa khuya quý vị, thì có ăn trộm mở cửa đi vào. Nhưng mà một điều rất là đặc biệt, cái chú nó đang ngủ say sưa luôn Quỳnh. Đó. Ghê đó ha. Thì có một cái ông lão râu dài cỡ tới đây nè quý vị, là lại kêu chú đó thức dậy, thức dậy, có ăn trộm. Chồng lấy bóng ghế thì chú đó mới giật mình thức dậy. Thì cũng là một điều ngạc nhiên, ăn trộm đã mở cửa và lấy chiếc ghế ra ngoài sau hè rồi quý vị. Thì khi mà chú đó đó đúng ra theo như mình á, mình có ăn trộm là mình sợ, mình chạy quýnh quán, mình đi kêu kiếm người này người kia, kiếm người này người kia đang tiếp mình. Lại có mình nên chú đó chạy đi đi thẳng ra phía sau luôn, làm như có người khiến vậy đó. Lại đi thẳng ra phía sau luôn, thì đến ngay chăng cái chỗ mà mấy ăn trộm đã tháo những cái chốt của những chiếc ghế xưa đó, gã ra đang bỏ vô bao ha. Chuẩn bị bỏ vô bao, nhưng mà chú đi ra thẳng thì động rồi ăn trộm bỏ chạy hết trơn, thì chú lại bưng vô. Rất là đặc biệt. Và kế tiếp là cái câu chuyện thứ hai nữa, thì mời sư huynh Tấn Dũng kể tiếp sư huynh. Còn cái câu chuyện thứ hai đó. Thì các chú đã có kể cho Tấn Dũng Thành Hậu nghe một câu chuyện này rất là nóng hổi. Là cách đây khoảng chừng 2 năm thôi vị, thì có một cái ông người Mỹ này ở bên Mỹ, ông bị chứng bệnh là ung thư. Thì trong một cái giấc mơ ông lại gặp một vị đó là tóc ngang vai mà cổ thì ba ngắn nha. Cổ ba ngắn, mới đưa một cái ly nước để mà cho ông uống. Thì ông người Mỹ này trong giấc mơ thì ông gặp như vậy, thì ông đang bệnh mà, thì có người nào đưa thuốc đó thì ông cứ uống thôi. Bệnh nhưng mà bệnh đó là hình như ông bác thư, sĩ chạy luôn phải không anh? Ung thư rồi. Vậy ha. Ung thư là khi là bác sĩ chạy nằm ở nhà là chờ chết thôi đó. Thì ông mới uống cái ly nước mà của một cái vị mà tóc ngang vai ngắn ba cổ vị. Thì sau khi mà ông uống xong rồi thì trong cơ thể của ông mấy ngày sau ông là tự nhiên ông khỏe hẳn lên. Nó khỏe hẳn lên rồi thì đầu qua đêm sau ông lại thấy vị đó trở lại nữa. Thì giống như là trở lại để mà thăm ông hết bệnh hay chưa đó. Thì cái vị này mới đã hết, mới lên gặp một cái vị đó, thì ông người Mỹ này ông mới nói cái lời cảm ơn với cái vị tóc ngang vai có ba ngắn cổ đó. Thì ông người Mỹ này ông mới hỏi là ông ở đâu mà ông lại cho tôi ly nước uống mà bây giờ tôi đã khỏe, tôi đã hết bệnh. Thì cái vị đó mới nói với ông người Mỹ, nói là tôi ở Việt Nam mà ở tại làng Hòa Hảo. Thì cái ông người Mỹ này ổng cũng không biết là làng Hòa Hảo là ở đâu hết, tại vì ổng là Mỹ mà người Mỹ mình đâu có biết là ở Việt Nam có làng Hòa Hảo gì đâu. Bởi vì thì sau khi mà ông được một cái chuyến du hành về Việt Nam, thì lúc đó là cũng ngay cái ngày đại lễ, ngay cái ngày đại lễ 18 tháng 5, thì giống như là một cái nhân duyên của ông đã đến rồi.
thì ông mới đi về Việt Nam, ông mới hỏi cái làng Hòa Hảo ở đâu, thì ông mới tìm trong cái bản đồ. Tại vì cái người Mỹ mà ta qua bên nước ngoài đó là ta gà trên cái bản đồ, là người ta mới biết là ở An Giang, ở An Giang là có cái làng Hòa Hảo. Thì ông mới đi về ngay cái ngày lễ đó. Nó thì khi mà ông vô trong trong nơi cái An Hòa Tự vậy, có một cái nhà lưu niệm. Cái nhà lưu niệm là những cái kỷ vật, những hình chân dung của Đức Thầy, rồi những cái chiếc xe cổ rồi ngày xưa. Thì ông đi thẳng vô trong cái nhà lưu niệm, thì ông mới nhìn lên trên đó, nhìn lên trên hình chân dung của Thầy, trong đó treo nhiều hình lắm. Nhưng mà ông nhìn ấn tượng nhất là cái tấm hình mà y như cái giấc mơ ông thấy, là tấm ngang vai mà ngắn ba cổ rồi. Thì lúc đó ông người Mỹ này mới bị là mới đứng lặng, coi như là bật ông luôn. Coi như là ông đã tìm đúng một cái vị mà ông đã thấy trong giấc mơ rồi. Lặng người cung kính ông luôn ha. Lặng người cung kính một cách rất là ngạc nhiên. Thì cái chú mà trong bang đó, chú nói là hồi nào giờ là chú chưa từng thấy một cái tín đồ nào mà gặp cái chân dung của Đức Thầy mà tôn nghiêm, mà trang trọng như cái ông người Mỹ đó hết. Nghĩa là ông là người nước ngoài vậy mà ông khi ông gặp chân dung của Đức Thầy mà giống như cái người trong giấc mơ của ông rồi, là ông đứng người luôn, đứng người coi như là ông, coi như là lúc đó thì cái chú bên bang mới lại hỏi ông, mới hỏi ông người Mỹ. Thì ông người Mỹ có một cái người đi theo dịch bằng tiếng Việt, các vị, dịch bằng tiếng Việt, là ông người Mỹ ông mới kể cho cái ông dịch này nghe. Ông dịch này ông mới kể lại cho chú bên bang nghe là trong cái giấc mơ ông đã gặp được Đức Thầy như vậy vậy, cho ông rồi, thuốc rồi ha. Cho ông cái ly nước uống là ông đã hết bệnh, là ông bị ung thư là sắp chết rồi đó. Thì quá nhiệm màu quý vị. Thì sau khi mà ông đã biết được Đức Thầy là giáo chủ của đạo Phật giáo Hảo, thì lúc đó ông mới xá, rồi ông mới là thỉnh những cái sấm giảng của Thầy, rồi chân dung của Thầy để mà đem về chiêm ngưỡng bên Mỹ luôn. Việc đó một điều rất là màu nhiệm đó, quý vị thấy một cái sự màu nhiệm quá thật ha. Vâng, thì kính thưa quý vị, ngoài cái câu chuyện mà sư huynh Tấn Dũng mà mới vừa kể, hôm nay ba anh em đi tới An Hòa Tự thì thu thập được tới ba câu chuyện rất là đặc biệt. Thì kế tiếp sư huynh Thành Hậu sẽ kể nữa câu chuyện cũng gần đây nhất nha sư huynh, chứ không kể chuyện xưa nữa nha. Mỗi phần quý vị mình vừa đi vừa kể luôn. Rồi, ok rồi, sư huynh. Qua bên kia thưa quý vị, đây là chúng ta ba anh em đang đi viếng đến cái nơi mà thân sinh của Đức Thầy, tức là Đức Ông Đức Bà đang yên giấc nghìn thu ở nơi khu vực này. Thì ba anh em sau khi đến mà rất tiếc là mình không được trực tiếp để quay. Nhưng mà ông chú đó nói bây giờ tôi kể lại cho mấy đệ nghe, rồi mới để kể lại cho người khác nghe. Dạ, cho nên đây là cái người thứ hai đã chứng kiến được cái người mà trực tiếp trong câu chuyện. Và trong đó có một cái cô người Úc. Và cô người Úc này, chú Tư này nói là hàng năm nào cũng vậy, là cô từ bên Úc cô về, xong cô đem xuống tại An Hòa Tự một tấn gạo. Mỗi khi vậy, nhưng mà tự nhiên là người ta mới thấy lạ quá. Cô không biết ở đâu mà tự nhiên cô về đây, cô cho tấn gạo, người ta mới tò mò. Tò mò hỏi, ủa cô đâu à? Cô đâu mà cô bên từ người Úc mà sao cô có tu theo giáo lý Thầy hay không? Hay hoặc là sao mà tự nhiên cô đem đến bên An Hòa Tự mỗi khi là cô về là tấn gạo, mỗi năm. Cô mới nói thật sự như thế này. Cô là một cái người bị ung thư gan. Ung thư gan thời kỳ cuối. Bác sĩ bên Úc nói rằng là cô phải đi ghép gan mới sống được. Nhưng mà ghép gan là chỉ có 50-50 thôi, chứ không có hoàn toàn được 70 hay là 80%, chỉ 50-50 thôi. Nhưng mà nói rằng là ghép gan là trong vòng 15 tiếng đồng hồ thì sẽ tỉnh, nếu không tỉnh thì sẽ mê sâu dạ, sẽ qua đời. Thưa quý vị, cho nên cô ghép gan thì đến giai đoạn gia đình đều đồng ý hết, thì từ 12 tiếng tới 13, 14 tiếng tới 15 tiếng mà cô vẫn không tỉnh, bất tỉnh luôn. Thì người ta mới nhóng thêm 1-2 tiếng nữa thì cô vẫn không có lay động gì hết, và cô mê rất là sâu. Vậy thì trong tất cả bác sĩ, y bác sĩ hội ý lại xong rồi cuối cùng đưa vô cô nhà xác. Tại vì chết xong đưa nhà xác thôi, phòng cấp cứu và đưa nhà xác. Nhưng mà sau khi đưa vô nhà xác thì vừa tới trước cửa nhà xác thì cô tự nhiên cô ngồi vậy. Cái chuyện lạ nha. Nhiên cô ngồi vậy. Cô ngồi vậy, cô đi ngược chết ra. Người ta nói ai nấy cũng hết hồn, nhưng phải nói là cái chuyện này hy hữu. Và cô không nói gì hết, cô đi ngược chết ra. Thì và cô về cô mới thuật lại mẫu chuyện này cho gia đình thân quyến, thân bằng quyến thuộc cho cô nghe. Cô nói là có một cái ông này tự nhiên kêu cô thức dậy, tỉnh lại. Đó, thì mới nghe phong phanh đâu đó là cái ông này là bạn bè giới thiệu cô đi đến nhà này kia gặp, đó là gặp cái chân dung của Đức Thầy. Là nó cái ông này kêu tôi tỉnh lại nè. Gì hả? Cái ông này kêu tỉnh lại, tại vì cái cô này cũng chưa biết là Đức Thầy là giáo chủ hoặc là dạy đạo gì hết.
Đó. Cho nên đây là một cái điều làm cho cô từ đó đến sau cô rất là tín ngưỡng và cô tìm hiểu qua giáo lý Đức Thầy và cô tu tập đến ngày hôm nay. Và Đức Thầy đã cho biết là Đức Thầy kêu chúng ta đó, Đức Thầy nói đó, để cho Thầy đi dạo ta bà đặng dạy kẻ đằng xa chưa rõ. Không phải Đức Thầy nhất thiết là dạy người Phật, người trong cái nước Việt Nam không đâu, Dũng với cháu cô. Đức Thầy sẽ dạy hết, Đức Thầy cho biết là ước mơ thế giới lăng hòa hảo, nhà Phật con tiên hé miệng cười. Hay hoặc là khắp bốn biển liên dây hòa hảo, tức là năm châu bốn biển luôn đều có tinh thần hòa hảo. Đó, như vậy thì Đức Thầy đã nói rằng chừng nào mà Thầy trở về đó, thì Đức Thầy đã nói đó, nước mà xuôi một dòng Thầy sẽ trở về. Khoảng tháng 5, tháng 6 nước xuôi một dòng Thầy sẽ trở về. Mà tháng 5, tháng 6 là cái con số này quý vị mình tự nghiên cứu nè. Đây là mọi chuyện có thật. Nước xuôi một dòng, mà làm sao mà nước có lúc chảy lên chảy xuống mà sao xuôi được cái gì? Nước xuôi là gì? Tức nghĩa là hiện tại bây giờ nếu nói khoa học đó, nó rất là giỏi. Nó giỏi đến mức độ là nó sẽ đem con người lên cung trăng và đem con người xuống như Nhật, nó đem dân nó xuống dưới biển nó ở luôn. Nó tạo một cái thành phố dưới biển, quý vị mình coi những cái tờ báo rất lạ. Mà đến khi mà hiện giờ đó là nó nói nó rất hay, rất giỏi. Nó còn nó nói là nó giỏi đi, tóm lại là vậy. À, này kia nọ, chừng nào mà nói bây giờ tôi thua rồi, tôi không còn cách nào để diệt trừ ông Năm Chèo, tôi không có cách nào để diệt trừ cái bệnh này, tôi không có cách nào dân 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 mọi thứ, thì đó là nước xuôi một dòng, tức là bó tay, xuôi một dòng ý nói là bó tay. Thì thầy sẽ trở về đó. Hiện nay đó là quý vị mình thấy đang cũng căng thẳng lắm. Thì chúng tôi tin chắc rằng mà Đức Thầy đã cho biết là ra đi để lại một bài khuyên trong bổn đạo hôm mai rèn lòng, thì Đức Thầy để lại cho chúng ta những cái bài sánh giảng, những cái câu kinh tiếng kệ ngạt ngào, tiếng kệ lời kinh, mong rằng một thời quý vị phải nương theo đó để cố gắng tu tập. Thì thưa quý vị, và hôm nay ba anh em đến đây và kể qua những mẫu chuyện để thu thập tất cả những mẫu chuyện lạ, mẫu chuyện mới để cho quý vị mình cùng với ba anh em chúng tôi để được lãnh hội qua và để là một niềm tin sâu sắc về tâm linh để cố gắng tu hành để đạt đến một sự kết quả mỹ mãn rất lớn. Thì trước khi dứt lời, và thành hậu xin cầu chúc cho toàn thể cô bác và anh chị em thân tâm thường an lạc, đạo quả sớm viên thành, tinh tấn tu hành cho đến ngày tròn thành thánh nguyện. Một lần nữa xin cầu chúc chung cho toàn thể quý vị là trăm điều phúc lộc vừa đem lại, muôn chuyện nhàn thanh đến chẳng ngưng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đà Phật. Sẵn đây thì chúng ta đi ra cũng gần tới mộ Đức Ông Đức Bà rồi, thì mình quay cho bà con cô bác mình biết nơi mộ Đức Ông Đức Bà phía sau luôn nghe quý vị. Đây là đường đi ra phía sau nè. Mộ Đức Ông Đức Bà ở ngoài sau đó quý vị. Đây những cái thân sinh của Đức Thầy. Những cái mộ chung quanh này đó, một là bên gia phả dòng tộc. Bên họ Lê. Lê Thị Nhậm là bên ngoại, bên họ Lê. Quý vị thấy toàn bộ là họ Lê và Nguyễn ha. Họ Lê. Họ Lê và họ Quỳnh. Họ Lê và họ Quỳnh. Họ Lê là bên bà. Họ Quỳnh là bên Đức Ông. Vậy ha. Tất cả ở đây những ngôi mộ được ở đây. Chúng ta sẽ vào bên trong để kính viếng mộ của Đức Ông với Đức Bà vậy. Đặc biệt là hình như là không có xây không xây đống chơi, đúng rồi, chôn bằng thẳng đất đi, để tới đó Đức Phật Thầy đã có dạy là để ta trồng được một hai cây bắp hay hoặc gì đó chứ không có xây núm lên như thế này. Nhưng mà có cửa này, có cửa không chơi được. Còn bên kia chúng ta đứng bên đây quay vô thôi vậy nha. Xá vô làm lễ vô. Đó, quý vị thấy mộ của Đức Ông Đức Bà đó nha, bên trong nha quý vị. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Vâng, và giờ đây ba anh em xin thân ái kính chào tất cả quý vị. Kính chúc cho quý vị thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và sắp tới chúng ta hết dịch, công việc làm ăn thuận lợi nha quý vị ơi. Nam Mô Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.